Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Lão nông Chi Điền hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với các đồng chí, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc âm ly Jarigua. Con âm ly này có model là BA506N. Âm ly này là của Việt Nam lắp ráp, Việt Nam sản xuất. Đấy, còn sản xuất cụ thể ở địa chỉ nào thì mình không biết. Âm ly này được trang bị 16 con sò than lớn. 16 con sò than lớn. Tên của nó là C5200 và A1943. Mình đã có một cái video giới thiệu chi tiết tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi. Bây giờ mình test hoạt động của nó. Thì chiếc âm ly này mình cung cấp với một cái mức giá rẻ nhất của đất. Âm ly 16 con sò than lớn với một cái mức giá là 1.080.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Tất cả các chiết áp và công tắc ở đây đã được thay mới hết. Riêng con chiết áp volume master và volume music bao giờ cũng được trang bị chiết áp bi nhá. Đấy, mạch công suất thì còn nguyên bản. Đấy, thì con âm ly này mình test để mình gửi tới một người thượng đế đã ưng bụng cái sản phẩm này và cũng đã cương quyết bắt em nó về làm thê thiếp để hầu hạ mình. Đó là ngài ấy xin được giấu tên, ngài ở tổ 49 khu phố 4B, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Ngài đã đặt cọc cho mình 500.000 đồng. Khi ngài nhận hàng, ngài giả nốt mình 580.000 đồng nữa và tiền phí ship vận chuyển nữa. Thế là cuộc giao dịch của mình với ngài thành công mỹ mãn. Bây giờ mình test hoạt động của nó. Thì cái con âm ly này được trang bị 4 cái cửa mic, 4 cái cửa mic để hát karaoke. Nhà những con âm ly này thì nó thiên về nghe nhạc thôi, chứ còn hát karaoke thì mình nói ở trong video trước rồi là nó không được hay nha. Đấy. Alo 1 alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một mạch nhá. Thì cái mạch echo ấy, tức là mạch dưới này này, echo ấy là mình đã thay bằng cái M50195, nhưng mà M50195 của chợ Nhật Tảo lắp ráp. Đấy, nên là nó còn nó vẫn hơn cái boy echo cũ của nó. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 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
3. Chưa bật ở đây lên đã 3. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, rất khỏe, khỏe và rất mạnh nhá. Đây, lên một tí thì alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tắt nó đi, đấy, vào thì nó giảm đi 20 dB. Alo, alo, 1, 2, 2, 2. Báo cáo với các đồng chí trong công ty ra cái gì vừa. Con này công suất lớn quá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cơ đồng này là của Việt Nam sản xuất, mà sản xuất ở đâu thì đồng chí cũng không biết nha. Thế nhưng mà chắc chắn là con này sẽ được lắp ráp khoảng thành phố Hồ Chí Minh, còn cụ thể nó ở địa chỉ nào thì không biết vì không thể ghi thông số ở đằng sau. Đấy, hay mà công ty này được trang bị 16 con sò than lớn, tên của nó là Cenabai 00A1993. Thì cái mạch Echo này thì mình đã thay cái mạch M50195 rồi, thế nhưng mà cái ngoài mạch M50195 này của chợ nên là nó không được ưng ý mục cho lắm. Đấy, con này thì khuyến cáo cũng là một lão sĩ rồi, cũng đang ca 6 nhịp, thế còn nghe nhạc thì đương nhiên rồi, 16 con than lớn. Mỡ âm ly này nặng khoảng tầm 15-16 cân. Con âm ly này nó có thể chơi tốt với cái loa có đường kính pát là 40 cm, một đôi nó chơi được từ 10 quay lửa. Con âm ly này mình cung cấp với một cái mức giá rẻ nhất của đất đó là 1.080.000 đồng. Đã test xong phần karaoke nhá, bây giờ chuyển sang phần test nhạc nhá. Cái con âm ly này công suất của nó rất là lớn, cho bố tin nhạc con. Mời các đồng chí quay về những thập niên 80 của thế kỷ trước.
Đấy, hết bài hát là đương nhiên rồi, nó cứ im bặt, chứ không có cái chuyện xôi ù gì cả nhá. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Lão nông chào thân ái. Merci.